Thưa quý vị, khi đất nước còn chia cắt, miền Nam vẫn còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Trong một lần thăm ngành dầu khí ở Albany, Bulgaria và Liên Xô năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh với niềm tin và ước vọng lớn lao, với tầm nhìn xa rộng, đã đề nghị Liên Xô giúp Việt Nam xây dựng ngành công nghiệp dầu khí. Hai năm sau, một đơn vị thăm dò dầu lửa đã ra đời, và tròn 20 năm sau, Liên Doanh Việt Nga Vietsobitro, viên gạch đầu tiên trong nền tảng ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam được thành lập. Đây cũng là viên gạch đầu tiên của hoạt động đầu tư tại Bà Rịa Vũng Tàu. Sự lớn mạnh của Vietsobitro cùng ngành công nghiệp dầu khí tạo động lực phát triển quan trọng cho nền kinh tế đất nước, đồng thời không ngừng bồi đắp mối quan hệ hữu nghị hợp tác, tình cảm gắn bó cao đẹp giữa Việt Nam Liên Xô, nay là Liên bang Nga. Là thủ phủ của dầu khí cả nước, công nghiệp dầu khí cũng góp phần quan trọng vào tiến trình phát triển của Bà Rịa Vũng Tàu, là lợi thế để tỉnh thu hút nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đến đầu tư. Những năm đầu của thập niên 90, Liên Doanh Vietsobitro, nay là Liên Doanh Việt Nga Vietsobitro đã bắt đầu khai thác dầu. Thời điểm đó, toàn bộ khí đồng hành trên các giàn khoan phải đốt bỏ, ước khoảng 700 triệu mét khối khí một năm, trong khi đất nước phải nhập khẩu dầu DO và FO, phân đạm và LPG để phục vụ cho sản xuất công nghiệp. Nỗ lực làm chủ khoa học công nghệ, năm 1995, Vietsobitro đã nghiên cứu thành công giải pháp công nghệ thu gom, xử lý và sử dụng khí đồng hành ở các mỏ, góp phần tận dụng đến 95% lượng khí đồng hành tại các mỏ khai thác. Điều này không chỉ giúp cho đơn vị có thêm lợi nhuận, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, đặc biệt là tạo bước nhảy vọt lớn thứ hai của ngành dầu khí Việt Nam, khai sinh ngành công nghiệp chế biến khí. Với 244 tấn dầu được khai thác sau hơn 40 năm, doanh thu từ bán dầu và khí của Vietsobitro đã đạt 86,5 tỷ đô la Mỹ, nộp ngân sách nhà nước và lợi nhuận phía Việt Nam gần 54,5 tỷ đô la Mỹ. Còn với công nghiệp khí, thời khắc lúc 14 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1995, nhà máy điện Bà Rịa phát điện bằng dòng khí đồng hành đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ hòa vào lưới điện quốc gia, được xem như một đòn bẩy mở ra trang phát triển như vũ bão của ngành công nghiệp khí. Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty khí Việt Nam BPGas đã cung cấp gần 165 tỷ mét khối khí khô, trên 21 triệu tấn LPG, trên 2 triệu tấn condensate, đạt tổng doanh thu trên 1 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 193.000 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 95.000 tỷ đồng. Mới đây, BPGas đã đưa vào hoạt động giai đoạn 1 của dự án kho cảng LNG Thị Vải với công suất qua kho 1 triệu tấn LNG một năm trong giai đoạn 1, tổng chi phí đầu tư gần 300 triệu đô la Mỹ. Việc hoàn thành và đưa vào vận hành kho cảng này đúng như mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bền vững của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong đó, sự kiện chuyến tàu đầu tiên chở LNG nhập khẩu vào Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào tháng 7 vừa qua cũng đánh dấu hình ảnh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trên bản đồ khí LNG của thế giới. Cái việc mà BPGas hoàn thành cái dự án này thì BPGas cho rằng đây là một cái cột mốc rất là đáng nhớ và cũng là một cái cột mốc mà để có thể đánh dấu tên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trên bản đồ LNG thế giới. Bản thân BPGas cũng ý thức rất là sâu sắc được việc này và cũng là một cái cơ hội để cho BPGas có thể quảng bá được cái thương hiệu và cái tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho bạn bè thế giới. Tôi định hướng của BPGas là theo hướng là chuyển dịch từ năng lượng chuyển dịch năng lượng xanh và hy vọng rằng trong thời gian tới là nó tiếp tục khẳng định là đầu tàu và dẫn dắt các to tàu chạy xuyên suốt thế này. Hơn 40 năm có mặt trên vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu kể từ sau khi đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất. Ngành dầu khí đã có những đóng góp to lớn cho tiến trình phát triển của đất nước, nhất là thời điểm kinh tế trong nước khủng hoảng trầm trọng, khó khăn đứng chạm đáy. Với Bà Rịa Vũng Tàu, các doanh nghiệp dầu khí không chỉ đặt nền móng cho việc thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mà còn có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.